nhờ có khánh mà um, thiên được cười nhiều hơn thiên được vui vẻ hơn thiên được thoải mái hơn và thiên được uh, uh, có thêm cái năng lượng để mình cảm giác là cái chương trình hành anh trai và ngành trong gai này nó ý nghĩa và nó vui vẻ hơn rất nhiều đi <laughs> vào ngày đầu tiên mà cái phòng mà hội ngộ ấy thì thấy khánh ngồi ở góc một cái góc khác rất rất là đông mọi người thì mình mới nói vọng qua thì khánh mới gọi mình qua để nói chuyện thì mình lại tìm được cái năng lượng của Khánh như ngày xưa rất là hoạt ngôn rất là dễ thương rất là uh, duyên dáng làm cho mình bị 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 cuốn cuốn theo với cái năng lượng đó và uh, mỗi ngày mỗi ngày thì kiểu làm việc với nhau nhiều hơn uh, hai công đầu thì chưa nhưng mà đến công thứ ba thì bắt đầu là uh, Thiên với Duy Khánh là vô chung nhà trẻ với nhau đấy thì lúc đấy cái tình cái cái quan hệ cái tình cảm nó cũng thân thiết hơn nhiều tại vì đi tập với nhau này rồi uh, nói chuyện với nhau mỗi mỗi tối để để bàn bạc này rồi hỏi thăm công việc của nhau rồi cũng có một hai một cái, mọi người cứ 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 ghép cái cặp là gì lệ bé thu với nhau á nên là có rất là nhiều cái tương tác thì duy uh, khánh là một cái người mà tôi nghĩ rằng là như này này uh, rất là vui vẻ rất là tích cực nhưng đối với bản thân khánh ấy, thì khánh lại không có cho không khánh lại khi mà khánh là một mình thì khánh lại rất là ít cái cái sự tích cực đấy khi mà ở chung với mọi người thì cái điều đấy thì luôn luôn nhắc nhở khánh là vì uh, dĩ nhiên mình là người còn con người đa, đa sầu đa cảm hơn người khác nhưng mà mà mình cứ giữ cái cứ cứ cái cảm xúc mà, mà không vui cho mình ấy, thì um, nó cũng ảnh hưởng đến tâm lý của mình rất nhiều em cứ vui như khi mà em ở chung với tụi anh ở chung với nhà trẻ với tất cả mọi người ấy thì anh nghĩ là nó sẽ cuộc sống của em nó sẽ trọn vẹn hơn rồi khánh là một cái người rất là rộng rãi à, rộng rãi về cả vật chất lẫn tinh thần uhm, gần đây thì khánh có chụp nhờ có uh, gọi là mời các anh em chụp một cái bộ hình cho nhà trẻ mà cái bộ hình đấy sản xuất rất là mắc tiền chắc cũng phải mấy chục triệu ấy mà khánh thì khánh chỉ cần mời muốn mời các anh em để có một bộ hình kỷ niệm thôi đấy rồi còn in áo cho các anh mỗi nhà mỗi nhà một cái áo khác nhau áo là áo đồng phục ấy nhà trẻ thì được hai cái hai cái áo đồng phục luôn hai mẫu khác nhau nhà thiếu nhi mỗi người một cái rồi ăn uống nào cũng thế lúc nào khánh cũng rất là thoải mái về cái vấn đề là chẳng toan tính những chuyện gì khác cả rồi về gọi là khen nhiều quá thì cũng 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 hơi 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 uh, hơi chủ quan nhưng mà thôi đấy là một cái người em mà thiên rất là quý chương trình nhờ có khánh mà um, thiên được cười nhiều hơn thiên được vui vẻ hơn thiên được thoải mái hơn và thiên được uh, Uh, có thêm cái năng lượng để mình cảm giác rằng là cái ch chương trình hành anh trai và ngàn trong gai này nó ý nghĩa và nó vui vẻ hơn rất nhiều và thiên cần nhiều cái năng lượng đấy trong chương trình hơn là những cái năng lượng mà kiểu mọi người nghĩ rằng là khi làm việc với nhau thì các anh trai sẽ khó để tiếp cận nhau khó để giao lưu với nhau nhưng không tự thiên lại ngược lại rất là vui vẻ rất là dễ 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 làm việc rất là hòa đồng với nhau uh, đấy thì uh, cái người mà không ngờ thân thiết hiện lại thân thiết quá đó là bé thu duy khánh rồi uh, khánh cũng là một cái người rất là tài năng nữa duyên dáng lắm lúc nào cũng khi mà đã nói là cùng với mọi người ngồi với mọi người mà khi mà đã nói là lúc nào cũng làm cho mọi người kiểu bật cười và um, những cái cái miếng hài của duy khánh rồi những cái lần mà kiểu duy khánh có cái đặt là bắt chước rất giỏi mà làm gì mọi người cũng rất là thích và rất là duyên dáng ấy. Đấy, không có chê trách ở khánh một điểm nào cả vừa dễ thương mỏ thì hỗn thật đấy nhưng mà dễ thương quá nên là mọi người bỏ qua hết hỗn ở đây là hỗn tích cực nhá không phải là hỗn tiêu cực